sáng nay, Ủy ban nhân dân phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Kim Xuyên, phường Tiền Châu. Đây là công trình thứ hai của thành phố Phúc Yên hoàn thành khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, sau hơn 5 tháng triển khai, khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Kim Xuyên, phường Tiền Châu với tổng diện tích 6.553 m² đã hoàn thành các khu chức năng gồm nhà văn hóa được trang bị đồng bộ thiết bị, nội thất âm thanh, ánh sáng, thư viện, dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ, vườn hoa cây xanh, sân cầu lông, sân bóng bàn, tạo nên một quần thể hài hòa, hữu dụng, đáp ứng được nhu cầu văn hóa thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện của địa phương. Để giữ gìn và phát huy hiệu quả công năng sử dụng của khu thiết chế văn hóa thể thao thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Tiền Châu tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí, đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Kim Xuyên, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên ngày càng văn minh.